về là ăn ba bia với cám ngay à? Châu Sơn La dễ ăn à? Bây giờ nếu mà giả sử đầu tư 10 con trâu như thế này là mất khoảng bao tiền? Khoảng 500. Một tháng mà nó cao chót vót này á, cao đến 2 mét rồi, 2-3 mét rồi. Xin chào các bác, chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh HLT Channel. Trong video ngày hôm nay tôi sẽ cùng các bác qua thăm một trại nuôi hơn chục con trâu vô béo. Và chúng ta cùng tìm hiểu xem họ đầu tư bao nhiêu tiền và trồng bao nhiêu cỏ để nuôi 10 con trâu vô béo nha các bác. Chúng ta cùng đi nào. Cho ăn đơn giản được đúng không? Vâng, cái này nó kiểu trâu mới về. Đây là trâu mới về đấy á? Vâng, toàn trâu mới. Trâu mới về mà... Trâu mới về không? Đây là vỗ được bao nhiêu ngày, con này vỗ lâu rồi chứ? Đâu? Đây là con này đó. Ừ. Chưa được chục hôm. Chưa được chục hôm mà lên nhanh này á? Vâng. Nhìn con này mắt kinh không? Mắt đỏ luôn kìa. Mắt đỏ thế đúng không? Mấy con này cũng già phết rồi em nhỉ? Toàn nhỉ? Được già mà anh. Toàn được già. Hai này mới về đây à? Hai này mua bao nhiêu tiền đấy? 26 triệu à? Như con này là mới mua về hết đây à? Thế từ tháng này xuất được bao nhiêu con rồi? Nhiều. Bán liên tục à? Đây toàn đã nuôi, còn mấy con này là để nuôi, bắt hợp lý để nuôi. Bọn này về nó ăn ba bia với cám ngay à? Bọn này về nó ăn ba bia với cám ngay à? Vâng, Châu Sơn La này dễ ăn. Châu Sơn La dễ ăn à? Súc này đơn giản kìa. Hai này sừng hoành tráng không? Nhìn trâu này trâu già đấy nhỉ? Chắc là không đẻ nó nữa nhỉ? Đầu tư cái chuồng, tổng đầu tư cái chuồng của em là bao nhiêu? Bao nhiêu tiền? Ba chục á? Bao nhiêu khung? 15 khung. Ba kia đang bảo bọn nó lưng như mái dưới, con lưng bằng mái trên. Ồ, thấp quá đúng không? Trước không? Thằng bạn nó làm cho mái chuồng gà. Ngày xưa làm chuồng gà đấy à? Mái chuồng gà thì cũng càng cao càng thoáng. Bây giờ nếu mà giả sử đầu tư 10 con trâu như thế này là mất khoảng bao tiền? 500. Tức là tính ra 50 con, 50 triệu một con. Vâng. Đúng rồi, trâu đực thì mình to mà. Đầu tư trâu to khác. Trâu vừa vừa khác và trâu nhỏ khác, mà trâu cái nó lại khác, đúng không? Mua nhiều dơm không? Phải mua nhiều dơm không? Ui, ăn đầy cỏ ngọt thì dơm có ăn mấy đâu, có ăn những cái tí mua vừa rồi. Cỏ trồng mấy sao? Nếu mua nuôi 10 con này thì 4 sào. 4 sào à? 3 4 sào nhưng mà có ăn hết không? Có ăn kịp đâu, châu ăn. Không ăn hết đúng không? Vâng. Nếu mà giả sử như khoảng 1 2 sào thì đủ không? 2 sào không đủ. 2 sào không đủ rồi. Có khoảng 4 5 sào. Đấy là phải chăm tốt đấy, không chăm có anh bảo 10 sào chẳng đủ.
tốt, bón phân riết. Chỗ mình ở đây nhiều nước đúng không? Không, nước. Hình như là em trồng ở đâu nữa đúng không? Vâng, em trồng bên cạnh. Bên ngoài kia đấy à? Bên cái chỗ cái mấy cái mả đấy á? Vâng, vâng. Đấy à? Cỏ tốt phết này. Trồng thì bón phân gà ở gần nhà ấy, đẩy con trâu. Trâu em có chỗ nào chứa phân, cứ đẩy đi bón. Cứ đẩy đi bón thôi. Tính ra là căng vốn nhỉ. Nếu mà tính ra như vậy là bây giờ nguyên tiền chuồng nếu mà nuôi 10 con là mất rơi tầm khoảng 30 triệu nhỉ. Cho ít muối đấy, cho muối vào luôn đấy à? Vâng. À. Tiêu hóa tốt. Không, dĩ nhiên là trâu là phải cho ăn muối rồi. À, mấy con trâu này cao to phết nhỉ? Cao to phết này. Trâu này đặt 47 triệu đấy. 47 triệu, con này không bán được đâu. 50 triệu bán mất luôn đấy. Bán được trâu này. Con này bao nhiêu? Con này này. 46 con này. Con đấy con. Hả? Không thấy à? Con này sao bụng nó như thế này? Đấy. Sao bụng nó căng ấy? Không phải. Con này ăn no. Nhìn như là trướng hơi ấy. Vâng. Nhờ. Ăn no đúng không? Hay là bị trướng hơi? Không có gì. Con này bao nhiêu? Con đấy nhiều tiền. 48 triệu. 48. Con này? 46. Này là 25 đây à? Tính ra là bây giờ một cái chuồng khoảng 30 triệu cộng thêm nó là bây giờ tùy nuôi trâu được cái trâu cái và trâu đắt trâu rẻ đúng không? Nếu mà 10 con trâu là phải rơi tầm khoảng 400 đến 500 triệu nguyên tiền đó cộng với tiền ăn này nữa này, tiền ăn bây giờ một ngày rồi chú cho ăn khoảng bao nhiêu tiền? Mỗi con như em ăn này bây giờ mỗi con khoảng độ 60.000 một ngày. 60.000 một ngày. Thế là bây giờ vỗ mấy sắp, tháng? Lúc nào nó sắp đéo cho ăn thì 70.000 một ngày đấy. Vỗ mấy tháng? Tùy anh, loại này em nuôi nhanh lắm, có con hơn tháng, 2 tháng bán. 2 tháng bán, 2 tháng là 60 ngày, 6636, 3 triệu 6 một con. Được. Lợi nhuận bây giờ tính ra là bao nhiêu tiền một con, nếu mà tính ra 1 tháng một con. Không, bây giờ tính ra nó nuôi nuôi đấy, khoảng triệu 2 triệu không? Đưa cho anh 2 triệu rưỡi 3 triệu đó thì... 2 triệu 3 triệu con đó. Có con nó phỏng nhanh 4-5 triệu cũng được. 4-5 triệu cũng được. Ở trước em nuôi con kia đấy có 2 tháng mà em mua con 39 triệu rưỡi. 39 triệu em bán 50 triệu, anh bảo hơn 2 tháng. Tức là tùy từng con nhá. Nhưng mà trung bình nó phải rơi tầm rẻ rách nhất là phải 1 triệu rưỡi 2 triệu con một tháng đúng không? Nhiều con nó phỏng. Nhiều con vỗ nhanh thì nó lại nhiều con nó ăn tốt về nuôi trâu nó phỏng nhanh. À. Cái này là mình cho ăn rơm rồi à hay là cho ăn cỏ? Cho ăn cỏ rồi cho anh. Cho ăn cỏ rồi đấy à? Ừ. Con này là mới bắt về được bao nhiêu ngày đấy? Đây ấy. Hai con này này. Chắc vài ngày. Thế mà nó đã ăn tốt như thế này rồi. Vâng. Loại trùng mạng sừng la này. Về đói ăn. Ông về đói ăn luôn. Ăn trên đây có cái gì đâu. Vậy cỏ phú điên chả có một cái gì. Toàn ăn thịt muối như lá sắn mà nó toàn lấy lá sắn hết thôi. Là. Về có phải tiêm cái gì không? Thế cái cháy trước như thế này, nhiều cháy như thế này bây giờ em xịt cái gì? Xịt thuốc à? Cái hàn tốc đây đúng không? Vâng. Cứ xịt vào đây luôn đúng không? Đầy cháy này. Còn trâu rừng này chắc chắn là thế rồi. Nhìn trâu con nào đúng thật trâu rừng thật. Đây. Lông đen rộng đen xì luôn. Loại này bình thường, loại bắt toàn loại lông da thường, da điêu.
Vừa bắt được 2 con đang thích ở trên kia ở 9 bàn. Con này lúc về nó có gầy không? Không, hay... châu này em bắt nó béo béo. Cũng béo béo rồi gì? Về cứ thế ăn là lớn, là béo. Bọn này chắc cũng sắp xuất rồi, nhìn cổ này rồi mà. Chưa. Con này bán tạm rồi. Bán tạm rồi. Này nếu mà theo em thì những con như này vỗ được khoảng mấy tháng bán, à, tháng nữa bán không? Tháng nữa bán, bây giờ bán được. Bây giờ bán được à? Như con gầy gầy này thì bây giờ nếu mà em vỗ thì khoảng mấy tháng thì sẽ bán được, nó sẽ lên được. Khoảng 2 tháng. 2 tháng mới lên được. Thì nó ăn tốt hay không? Tốt thì ra. Cho gì nữa? Cho cả sắn luôn à? Đâu? Bỗng rượu. Lại cho ăn cả bỗng rượu luôn. Bỗng rượu, bà lấu rượu. À bà lấu rượu thì tranh thủ cho ăn luôn. Nó thích ăn không? Mỗi con chỉ cho ăn ít thôi. Cho ăn ít thôi đúng không? Đấy xịt đấy à? Cứ xịt như thế đấy à? À xịt hết người nó à? Đấy, xịt ở đây cho nó. Nắm chơi nhỉ. Con này cũng hiền nhỉ. Về thế mà mấy con gần nhau này nó không hút nhau hả em? Nó quen nhau à? Nhìn mặt mấy con này nhìn cũng được nhỉ. Bọn này là lúc nó ăn hết không? Như những con này là ăn hết này, những con này là còn hay là no quá rồi. Đã, nhìn cái bụng này sợ không? Con đấy dính bọn này hai con một phát rồi. Nhìn cái bụng mà. Con đấy chắc là kiểu chín lãng giờ rồi. Hả? Con đấy nó ăn no, ăn kiểu này cũng như kiểu này như cái hai chưa kiểu chín lãng rồi. Kinh về bọn này, bọn châu cơ, cái gầy này nó ăn nhanh thật, vù phát hết rồi. Nhưng ở đây em lại cho ăn ít ba bia nhỉ? Ăn của em có nhiều cỏ, anh mà cỏ kia cho ăn nhiều cỏ. Ở đây cỏ băm băm ra đi á. Nó đỡ vã nhiên. Ui nhưng mà cái máy này lại băm to đấy nhỉ, toàn nhỉ? Ừ, máy to của em. Dù này to thì đang được nhiều cỏ, cỏ kín. Băm to quá. Bây giờ cỏ đầy cũng chẳng phải rơm dạ gì đúng không? Còn thừa. Chăn trâu rất là đơn giản nhỉ. Cỏ này trồng được mấy ngày rồi em? Trồng mấy ngày đi. À quên, cắt được mấy ngày rồi. Cỏ này cắt được mấy ngày rồi? Nó theo phải 1 tháng rồi. 1 tháng mà đã tốt như thế này rồi á? Vâng. Phân đầy, phân đầy, phân. 1 tháng mà nó cao chót vót này á, cao đến 2 mét rồi. 2-3 mét rồi. Tốt ra mà. Đây là cỏ voi xanh à? Phải không? Cỏ cắt 1 tháng rồi. Cao chút vút. Cỏ hòa phát đó, cái này mua ở đâu em? Ở đây toàn phân cứ mẹ hót phân trâu xuống dưới này luôn đúng không? Đây toàn phân trâu rồi. Dẫn
dân nó lấy về thì xong gây giống, cái cỏ này thơm lắm, cỏ quả phát này thơm, nó mềm mà. À. Nó không có lông. Cái này ở chỗ nào có bán hom không? Ở chỗ này có nhà ai bán hom không? Bán thì xin đầy già thì em phạt đầy gốc đi. À. Đầy gốc. Đây đây, đổ phân ra đây anh ạ. Ừ, chờ đã. Bết phân ra đây này. Phải chăm nó mới lên được, không có còn lâu mùa rét này. Ừ. Mùa rét lại đầy mà, nhà lụi rồi. Mà, kìa mà, anh nhìn bên kia, nhà anh lụi rồi kìa. Đúng rồi. Không có phân lụi ngay. Không chứ không có phân là lụi ngay, không có nước nữa, cơ bản cái này nó phải ẩm nữa. Nó có phân này thì nó khác ẩm đấy nhỉ. Đây này. Phân giải này nó hơi ẩm. Như trên này nó gần dưới cũng không có giải gì, bán phân gà đâu, nhưng nó kém hẳn anh nhìn nhá. Đây này. Cái này không có chỗ nào bán hom nhỉ? Đầy cái gì, xin đầy cái gì bán. Không, có nhiều người hỏi mua không em? Ừ, đầy. Bây giờ xem em xem gom được giả sử như là khoảng tấn được không? Ừ, thiếu gì anh. Bây giờ anh vừa rồi không nhiều người hỏi lắm họ. Nếu sang năm anh ấy anh bảo em nhà